Bóng đá Thái Lan gặp biến, huấn luyện viên trưởng nộp đơn xin từ chức. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 vừa qua, U23 Thái Lan đã không thể vượt qua được vòng bảng và phải về nước từ sớm. Thậm chí, thất bại của người Thái còn trở nên đau hơn khi họ phải chứng kiến kình địch U23 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết. Điều này đã đi trái lại với những mục tiêu mà Madam Pang và người hâm mộ voi chiến đề ra ngay từ đầu giải. Và tất cả những sự chỉ trích bắt đầu được đổ dồn lên huấn luyện viên Uzaut Simaka. Mới đây, do phải chịu quá nhiều áp lực, huấn luyện viên của U23 Thái Lan đã nộp đơn lên phát để xin được thôi việc. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tới Madam Pang vì đã cho tôi có được cơ hội dẫn dắt U23 Thái Lan. Thực lòng mà nói, tôi luôn tự hào khi được đảm nhận vị trí cao cả này từ vòng loại cho tới vòng chung kết U23 châu Á. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, các cầu thủ đã luôn kề vai sát cánh cùng tôi. Có lẽ tôi sẽ quay trở về để làm nhiệm vụ tại câu lạc bộ, huấn luyện viên Uzaut Simaka chia sẻ. Được biết, khi kết thúc công việc,